Rồi chào các bạn. Các bạn thấy mọi người đang làm gì với cái nồi này không hiểu. Giờ này là đang là 10 giờ rưỡi. Mọi người đang ở thành phố Phan Thiết. Hello mọi người. Cái cặp này làm gì mà miệng cười tươi kinh khủng các bạn không? Cặp mà tươi là bởi vì nó có cái nồi này. Các bạn thấy bạn kia cười là thấy con tôm hùm luôn. Rồi anh có cái cảm nghiệm gì khi ngồi ngay bờ kè lúc 10 giờ đêm? Bình thường á giờ là đi ngủ rồi. Giờ này là đi ngủ rồi. Đi ngủ rồi, nhưng mà vì có cái sự kết nối giữa Bi với tất cả mọi cộng đồng nên là mình có một chuyến đi từ Vân Phong nên là anh em giờ đó ai vẫn đang rất là hào hứng. Bạn giới thiệu cho mọi người biết là bạn đang làm nghề gì và bạn đến từ đâu. Em là Nguyễn Mạnh Trúc, hiện đang kinh doanh bên nội thất gia đình và văn phòng. Đến từ Tân Phú Đồng Nai. Tân Phú Đồng Nai mà tại sao có mặt ở trong đoàn này được nhỉ? Dạ, là vì đã theo học và đi đã hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ, và vẫn mọi người vẫn kết nối với nhau. Nên là dù có những cái chuyến đi, có những cái lớp học như vậy thì mình lại vẫn kết nối là để mình đi tham gia chương trình. Rồi. Rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Các bạn bây giờ mình lén với cái bạn nó con nhỏ kia nó ăn dữ không bạn? Nó ăn cơm đồng. Đó nhưng mà không ngờ là thầy ngọt quá nên tới sớm quá làm em đâm ra là em tới hơi trễ là thầy tới trước em luôn. Sau rất là tuyệt vời rồi. Ok vậy bây giờ cái đồ cháo hàu nó ăn chờ mà rồi các bạn chờ mình ăn cháo hàu xong rồi mình quay tiếp nhé. Bye bye.